Xin chào tất cả các anh em, mình là Sơn Tè. Hôm nay mình sẽ review chi tiết về khả năng giật trái của cây Liberty Power này. Liberty Power, cốt vật cao cấp của Unrec, cấu tạo gồm 5 lớp gỗ và 2 lớp sợi aramid carbon, độ dày 5,8mm, kích thước 150x157mm. Công nghệ sợi aramid carbon có tính năng nằm giữa ALC và ZLC cho tốc độ vượt trội nhưng vẫn đảm bảo tính kiểm soát tuyệt vời. Đây là dòng cốt vật có độ xoáy và kiểm soát tốt nhất của Unrec, dành cho nhiều lối chơi đa dạng, nhất là lối chơi hai càng hoặc những ai đang hướng tới lối chơi hai càng. Cán cầm được sấy đặc biệt gia tăng thẩm mỹ, chống thấm mồ hôi, giúp cho cốt vật có thể sử dụng liên tục cả chục năm mà không thay đổi tính năng. Có thể nói đây là cốt vật xoáy nhất, cân bằng nhất, kiểm soát tốt nhất của Unrec tính đến thời điểm hiện tại. Đây là cây cốt mà giải doanh nghiệp Hải Phòng vừa qua mình đã thi đấu và kết quả tốt. Bộ đầu tiên về cây Liberty Power này trong kỹ thuật giật trái trở lên đó là độ xoáy vòng cung. Khi mình giật trái thì độ vòng cung của quả bóng qua lưới cực kỳ cao, thế nhưng nó có độ xoáy lớn, vậy nên là luôn luôn có độ cắm vào bàn. Trái cây xuống có dễ không? Đây là cây cốt có gỗ ngoài nhưng ba có khả năng đi bóng rất cao, vậy nên anh em kiểm rất là mượt và mít cao hơn một chút là bóng sẽ không sao mặt. Những pha giật trái xuống của cây Liberty Power này cho độ xoáy rất cao và cực kỳ an toàn. Kỹ thuật flick và kỹ thuật đờ mi trái là hai kỹ thuật có động tác ngắn gọn, thế nhưng không hề bị thiếu lực khi sử dụng cây Liberty Power này. Trong những tình huống có nhịp nhanh như flick hay đờ mi thì góc độ mặt vợt rất dễ lỗi. Cây Liberty Power này có khả năng sửa lỗi rất là tốt. Khi mình bị hơi ngửa hoặc hơi úp một chút, nó cũng có khả năng vào bàn rất là cao. Tóm lại, đây là cây cốt giật trái hay nhất mà tôi từng chơi. Những anh em nào có lưới hai càng hay muốn giật trái tốt hơn thì thật sự nên một cái cốt này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong số review tiếp theo.